Alo, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay nhá. Thì ngày hôm qua đen quá anh em ạ, mẹ. Đầu tuần tôi có rút tiền ra hết rồi, nói với anh em rồi đúng không? Đầu tuần thì cuối tuần sau một tuần tích góp thì cuối tuần lại rút ra, để lại đâu đó 10 mà để xây dựng vốn thôi. Nhưng mà từ hôm thứ hai, hôm thứ ba đen quá mẹ, đánh không thấy lên tao đồng nào cả. Tôi qua cục xúc lên Odin con mẹ hết cả nhẵn nhẵn rồi anh em ạ. Hôm nay thôi, vừa hôm trước rút ra thì lại phải lạp vào 50 bờ để vào bù liếm tiếp xem có nhận được vốn hay không, thì cuối tuần lại rút ra anh em ạ. Chứ mẹ bây giờ không biết làm nào nữa cả. Bây bảo nghỉ game thì cũng không nghỉ được rồi đúng không? Bây giờ con game này vẫn là con game mình gắn bó, mẹ bù liếm cũng khá là nhiều rồi. Giờ bảo nghỉ thì biết kiếm tiền đâu mà tiêu, biết giấu quỹ đen vào đâu bây giờ đúng không anh em? Thôi Củ Thiên trả địa một tí anh em nhé. Nói chung là chơi thì có lỗ thì không có lãi, có lãi thì không có lỗ, không thể nào thắng mãi được. Đen thì Củ Thiên trả địa một tí để phiên sau lại gỡ gạc lại được. Ok, thì ngày hôm nay sẽ lại bù liếm trên con tài xỉu MD5 anh em nhé. Và tinh đẹp cái đã nào, chín cộng tám bằng vẫn như cũ nhá, tôi vẫn sẽ đánh tính bằng cái phương pháp tổng điểm sinh ảo. 9 cộng 8 bằng 17 này, 17 về xỉu một thuận này, 4 cộng 9 13 này, 13 về tài bằng nghịch này, 11 cộng 0 là 11 này, 11 về xỉu lại thuận này, 8 cộng 1 là 9 này, 9 về tài này nghịch này, ok rồi đấy. 11 cộng 2 bằng 13, 13 đánh thuận này, ngon xe tay vào xỉu này, đúng cầu 11 luôn. Vừa là cầu 11 bên 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 cầu điểm, vừa là cầu 11 bên cầu bằng. Thì cá nhân tôi vẫn áp dụng cả tính điểm cầu bệt, cầu điểm nữa, cầu bằng anh em nhé. Cầu điểm và cầu trong này này đấy, tính điểm ở đây là ra cầu điểm, đây là cầu bằng, cầu bằng ở đây, cầu bằng bây giờ hiện tại đang xu hướng đi cầu 1-1 được chưa? Bố ngay 5 bờ đầu tiên nha anh em nhé, làm ngay 5 bờ khởi động cái xem nào, xem ngày hôm nay tiền mới có mạng đi mẹ, tiền mới đéo lọc rồi, đúng tay mình vào thì nó bẻ cầu anh em ạ. Đang soi đi cầu 1-1 đẹp thế, 1-2-3-4 tay, 4 tay cầu 1-1 đẹp và cả đái, lúc tay mình vào thì bẻ cầu, đúng là số. Số anh em ạ, 11 cộng 3 bằng, 11 cộng 3 bằng 14 đúng không? 14 đánh nghịch đánh bác sĩ. Soi lại xem nào. Ai à, đây đây đây, cầu kép này, kép đây này, kép đây phát liệu này. Kép đây hôm nay không bẻ thì kép sau sẽ bẻ này. Đây con cầu kép không bẻ này, ui rồi học rồi. Hôm nay cầu kép đéo bẻ anh em ạ. Ui nhưng mà ba con 11 này, thì chỗ này mẹ xuống cả người luôn anh em ạ. Chỗ này mẹ cầu kép này không bẻ thì con phải chặt cu tôi đi. Chặt cu tay này nhá, thì mẹ tay này cầu kép không bẻ chặt cu nhá, nhầm. Hỏi vào tài vào xỉu anh em ạ. Vào xỉu. Vào xỉu, tay này mẹ không về xỉu chặt cu. Ôi ở đây rồi. Bé tí 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 luôn anh em, tay này không vào, ta không vào xỉu chặt cua mà cầu điểm về nghịch mẹ, cầu bằng cầu 1-2-3 bẻ cầu mẹ, ba con 1 không bẻ cầu thì hơi phí. Ok, bố ngay tay đầu rồi, bố ngay tay đầu rồi anh em, để xem cầu tiếp theo nào. 10 cộng 4 này, 10 cộng 4 cộng 14, 14 đánh nghịch thì lại tiếp tục vào tài thôi anh em, lại quay trở lại đánh tài nhá. Tay đầu muốn đánh theo cầu 1-1 của cầu điểm lẫn cầu bằng nhưng mà mẹ tiếc lại ra cầu 1-2-3 anh em ạ. Một xỉu 1-2 tài 3 xỉu ở đây liệu có tiếp tục không, một xỉu 2 tài 3 xỉu hay không đây. Khó nhỉ, cầu này khó đánh rồi. 10 này, 10 bẻ không, 10 bẻ này, 10 bẻ tiếp anh em ơi. Ok thì quay trở lại với như lúc ban đầu, chúng ta lại đi dò tay này thôi anh em. Tay trước đã là bù liếm được rồi, tay này lại dò tiếp vậy, xem nào. 10 có 4, 14, 14 đánh nghịch. Ơ thôi hỏng rồi, hỏng rồi, tay này về xỉu mới đúng. Ui mày quá, 641 ô luôn này, ô luôn, ô luôn, ô luôn, ô luôn. 14, 14 về xỉu một nghịch này, 10 có 4 là 14, 14 chặn về tài lại thuận. Vậy là đi cầu, đi con mẹ nó cầu 1, 2, 3 rồi anh em ạ. Một tài một xỉu, hai tài một xỉu, ba tài một xỉu, khả năng cực kỳ cao luôn. Anh em đéo phải đâu anh em ơi, đéo phải đâu. Giờ này nó rất hay đi chỗ này, nó mình cứ nghĩ là đi cầu 1 2 3, một tài một xỉu, hai tài một xỉu, như ba tài một xỉu, nhưng thực tế ra đi chỉ tiền hai thôi. Thôi cái chỗ này nhá, nó sẽ đi một tài một xỉu, hai tài một xỉu, xong bắt đầu 22 22 mẹ.
Tôi gặp mấy lần rồi, gặp mấy lần rồi. 11 cộng 5 bằng 16, 16 đánh tài thì một tay lựa này. Búp thì một tay tài, à 11. Ô mẹ, 11 bẻ cầu không đây. 11 bẻ cầu không đây. Thôi, mình vẫn đánh theo cầu điểm đi anh em ạ, đánh theo cầu điểm đi. Đánh theo cầu điểm nhá, tôi sẽ không thay đổi cầu đâu. Cầu điểm nó như nào tôi đánh như thế. Gãy thì tính nước khác sau. To đi. Ui giời, cầu điểm đã xịt và nó đã quay trở lại với cái cầu 11 ở đây rồi. Đúng mẹ, ba con 11 này không bẻ hơi phí thật. Bẻ trước này, bẻ sau này được chưa? Bẻ trước, bẻ sau. Liệu có bẻ không đây? À, tay về rồi, về xỉu là gì đây? Nào cái công nghịch anh em ạ. Liệu nó có bẻ vào cầu 11 không anh em nhỉ? Bẻ cộng 6 13, 13 đánh thuận thì đánh vào xỉu một tay nữa. Liệu có bẻ vào cầu 11 không anh em? Một bọn đây này, giờ này có tiếp 11 không hay là sẽ là đi ba nghịch một thuận, ba nghịch một thuận đây. Ba nghịch một thuận về bắt tài, bắt tài theo đúng cầu 11 đây, chuẩn rồi. Bắt về tài một tay anh em nhá. Bắt về tài một tay của đây, phải đánh tài là hợp lý này. Bảy bảy bẻ rồi. Một tay tài này. Nhân đôi tài sản này. Đây ôi ôi ôi. 5 con 5, mẹ ra con 4 thì nó mới nhục chứ con 5 thì đỡ được. Con 5 thì đỡ được anh em nhá, con 5 đỡ được. Vậy là khả năng tỷ lệ cực kỳ cao là nó đang đi cầu 3 nghịch một thuận anh em nhá. Khả năng cực kỳ cao đi cầu 3 thuận 3 nghịch một thuận. Thế anh em phải liệt kê ra như này thì anh em mới phân tích được nhá. Chứ không anh em cứ chỉ nhập trong mồm thì tôi tin anh em chỉ có thể nhớ được khoảng 3 tay, 4 tay gần nhất là cùng thôi. Là xong đến tay này anh em tịt, anh em đã biết cầu trước đi như nào cả, đúng không? Thế nên là anh em nên lên liệt kê ra như tôi, anh em chỉ cần tờ giấy với cái bút thôi là anh em hoàn toàn có thể đánh tốt được rồi. Tay tiếp theo xem nào. 11 cộng 7 bằng 18. 18 bắt thêm đúng cái cầu 3 nghịch một thuận này, bắt thêm một tay xỉu nữa. Tay xỉu tay này đúng cầu 11 luôn. Bú được. Vẫn là 11 bẻ cầu, 11 bẻ cầu ba tay liên tiếp rồi, tay này khó bẻ lắm. Thôi ta đánh giò vậy. Ta đánh giò vậy. Bé không? Ui rồi. Bé thôi. Bé thôi, bé thôi, bé thôi. Ba nghịch một thuận, ok. Quá ngon cho quả cầu ba nghịch một thuận anh em ạ. Anh em nói gì đi, còn gì là ngon ở đây? Cái gì mới là ngon ở đây hả anh em? Cái này là ngon nhưng cái gì nữa? Nhưng mà thôi, chốt lại ở đây anh em nhá. Thì là bú liếm khá là ngon ở phiên chơi này rồi, coi như thế là lặt tiền vào thì cũng là mẹ có được cái lọc lá ngay nạp đầu tiên. Đúng là mẹ một tuần phải lọc máu một lần anh em ạ, thì cả rút hết ra xong nạp lại cũng được, chứ không mẹ để như thế thì đúng là mẹ trước sau gì cũng mất. Mẹ tới tôi vào tôi để lại 10 mời 10 m tôi đánh mẹ, ngày đầu tiên thì còn ra được 1 2 m, sao hôm sau ui, bay sạch luôn, tôi chơi 3 phiên bay hết 10 m luôn. Tay cuối cay quá, ôn in mẹ luôn, hết tiền, hết, hôm nay nạp lại. Ok, thì video tôi dừng lại đây thôi anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này, và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.